Hello mọi người, hôm nay lại tiếp tục đi lắp cái camera Viettel này. Đây là camera HC ba của Viettel này. Mang một cái máy bắn vít này, một đoạn dây điện tầm 10 mét này. Thêm một cái đế nữa, lấy một cái đế. Còn một ít là thiết bị này. Đây, một cái chân đế này. Đây. Như vậy là đủ bộ để chúng ta có thể đi lắp một cái camera. Dây điện này, đế cam này, cam này. Một cái máy bắn vít này. Dây thít. Ok, chúng ta đi thôi nhá. Đây là cái con đường mà đi vào nhà khách hàng này nhá. Hôm nay thứ bảy, cái nhà khách hàng này cách trung tâm của độ tầm 25 km. Cả buổi chiều nay có mỗi cái này với lại một cái triển khai ở bên gần trung tâm. Đấy, bên kinh doanh đấu rất là buồn cười. Vào trong này mỗi việc như này thì vào 25 km, trong vòng ra đã 50 km, mất hẳn một buổi rồi. Hôm nay lại thứ bảy nữa nhá. Đấu thuê bao rất là xa để mà triển khai một cái thuê bao camera như này thì anh em lưu ý cái bước quan trọng nhất là chúng ta khảo sát cái vị trí lắp đặt của camera ấy, nó cực kỳ quan trọng. Vào nhầm dịch. Ăn vật tủ 13-14 dịch. Đây là cái nhà sàn đây rồi. Có cơ cua anh nhá. Cái mút chị còn cháo cá cùng nữa đây rồi. À, vâng. Vâng. Nhà mấy nhanh dịch được mà rồi. Lắp cái cam. Anh có nhà rồi. Anh có nhà không? Đi phát có kéo à? Ơi. Phải có điện thoại anh có. Ui giời. Lớn không? Anh hào lắm nó nói gì rồi? Anh hào lắm nó nói mà. Anh hào lắm nó nói gì rồi? Lắp bất lòng nha. À.
Anh nhớ đi La Sang. À chà. À. Em biết rồi anh. À, hay em là có mã OTP với anh đọc cho em ấy. Mình phải cài vào cái số điện thoại anh này này. À đấy, khi em cài vào số mấy khi em có mã OTP khi em gọi. À. Anh đây. Dê mạng á? Dê mạng lan cái gì? À, em muốn xa dài không? À, thế phải dùng cáp quang à? Ờ, bọn anh có mà. Anh đang ở trong Lạc Sĩ cơ. À, em muốn luôn bây giờ à? À, à 1,5 triệu. Ờ 1.000 mét. Ờ. Ờ nhưng mà em muốn làm gì đấy? Để anh ấy cho. Tập giá khá lắm đi chưa? Hảo lắm linh nhan đấy đâu. Bạn, nên đi ô điền đi có nên chưa? À là nó có. Nên phải chỉ lắp xin đi. Lắp cao nó đéo kìa. Nó phải điệp điệp hơn thì ạ. Nên đi à? Hôm nay nó kìa. Lắp đòn à? Đòn đi án. Đòn đi án hết. Hào ngó bao cật lâu nữa nè. Vâng, thì lắp đến đi ạ. Mình đi phải có dây điện rồi. Alo. Em muốn cái dây đấy để làm gì đấy? Ui giời. À. À rồi. Rồi ok. Anh tưởng muốn để kéo mạng lắm. À ok. Anh để em nhá. Ờ. Nó cho mảnh điện thoại em mà nó cay. Ờ, yên tâm. Có một ổ cả. Dây này mình là bắn. Khi nào anh về nhắn tin qua Zalo chẳng. Hệ thống đang khởi động. Đang kết nối, vui lòng đợi giây lát. Mình ra để nó có ở nó có biết ở cuối. À. Cái mà biết lưới thôi, biết lưới chủ hiểu tiền thì mát lên đó. Đấy máy nha, nó có biết được. Có cái tâm không mà, thế các mình có cái tâm lắm. Vâng. Ừ.
tiền nên nó đi vào đâu rồi. Vâng, cứ có wifi là có đó. Thắt đấy. Khôi phục cài đặt gốc, không tắt nguồn điện. Hệ thống năng khởi động. Bắt đầu kết nối nhanh. 996, bắt đầu kết nối nhanh. Bắt đầu kết nối nhanh. Đưa cho con gái tờ 100 nhân dân tệ, rồi bảo con chỉ việc chỗ bố cắt quỹ đen. Cô bé không ngần ngại dẫn mẹ ra chỉ thôi xong, quả này thì tập xác định thật rồi. Cô bé đưa bố tờ tiền rồi nháy mắt. Chị vợ hướng được. Bắt đầu kết nối nhanh. Nhưng đột ra thì chỉ có vài đồng bạc lẻ, sai bố con được lắm. Đưa cho con. Không, 9, 7, 3, 9, 9. Bắt đầu kết nối nhanh. Cái gì mà nó phải điệp điệp hơn cái này ạ. Nó phải điệp điệp hơn ở đỉnh nó kia, tức là mà cao hơn thế nên là ngọn nó bị bắt. Mình mà phải cho điệp điệp hơn. Đi phải lan được là này chăng? Hàng lan đi đi. Lan đi cho đẹp chứ. Chắc bắt đầu bấm số bần này cho. Số anh thế này cho. Không tìm thẳng khẩu. Không biết cả số anh. Anh dịch như này. Bắt đầu kết nối nhanh. Alo. Ơi. Ờ. Ờ, chờ chờ tí nhá, để anh bảo. Ờ. Ok ok. Alo. Anh nào có cái mã OTP nào có cái tin nhắn này? Đợi đợi em thôi. Bắt đầu kết nối nhanh. 48511. Ui, 4. Cái này chưa?
chiều ấy nha, con chiều. Chiều một số. Cái trong tin nhắn ấy. Bắt đầu kết nối nhanh. Cái tin nhắn, trong tin nhắn này cái nó ghi Viettel Home rồi cơ. Home Viettel chứ cơ. Alo. À cái như khẩu số à? Vâng, khẩu số anh ạ. Cái ớt long tin nhắn đấy. 4 8 0 8 1 1. Bắt đầu kết nối nhanh. Ôi giời. Anh chưa? Đời đời em thôi, nó đã cưới em với mà khác ấy, anh đọc lên nó. Còn tin nhắn nó mới không ấy? Mày hết các pin đấy con chín à? Căng chưa? Hey, anh đợi SS nữa, anh em gọi lại cho ấy. Bắt đầu kết nối nhanh. Tâm hết pin này. Bắt đầu kết nối nhanh. Bắt đầu kết nối nhanh. Số điện thoại mang thế này chưa? Dạ. Bắt đầu kết nối nhanh. Vâng. Vâng. Alo. Anh Nguyễn rồi. Ờ. Hòa tối có chỗ nào hết cổng không? Đây, nhà đấy gì? Gọi cho anh nhỉ? Bắt đầu kết nối nhanh. Gọi từ hôm qua. Cột thứ ba bà Luyến lâu rồi, hết rồi. Ờ, thế nhá, để anh nghe máy đây. Alo. Chờ. Cái chi anh? Cái mai sụt ha lá. Ờ, vậy nó bớt thoát sao? Đợi em bao lại ấy, khi nào có tin nhắn này anh cưới lại cho em luôn hay? Cái này có một cái là khẩu 49. Vâng, mê cả nên ở đây thoát support đây. Vâng, cái em này anh nhận cái tin nhắn này anh phải... Cái này quan trọng lắm, nó phải số anh cơ. Bắt đầu kết nối nhanh.
Được tải không? Nên là hay hết than đi. Cái đi ra ngọn mấy ngay chỗ này. Cái này một tuần mà. Một tuần à? Vâng. Một tuần sao hết thì tuần nó là xóa hả? Vâng, nó tự xóa. Alo. Vâng, anh đọc cho em cái mà nó có... À... Cái mỡ... cái mới nữa anh ạ, cái mới khổ mua sao rồi tham tham 700 anh chưa rồi đây em khổ mua 2 tham 700 và em là có tin nhắn khác em đây gọi nì dịch giặc lắm là hơi nó phải có mật khẩu. Rồi, đăng ký chỗ mang này. Alo. Cho đấy thịt ngon là anh. Ờ. Không làm nào được ạ. Đọc chỗ ốm lắm anh. Ờ. Anh qua hàng là bộ chia vào đấy cho nó không? Khẩu 49. Hả? Tí nữa có gì anh gọi lại cho, anh đang bận. Vẫn đang bận à? Khẩu 2. Khẩu có. Mang đọc lại số điện thoại đó. Rồi. Hệ thống đang khởi động. Bắt đầu kết nối nhanh. Bắt đầu kết nối nhanh. 3 4 5 1 3 8. Alo. À, anh ơi. Vâng. Bắt đầu kết nối nhanh. Vâng. À, cái đợt trước bọn em có nhưng mà dùng một thời gian hỏng mất hết rồi anh ạ. Bọn em không ấy đâu, không có. Vâng. Nó. À, cái này thì để em phải hỏi lại đã. Ngày xưa là được cấp mà. Ngày xưa bọn em được cấp. Cái này em cũng không rõ lắm đâu. Vâng. Vâng. Anh muốn để làm gì đấy? Bó tay thôi. Bắt đầu kết nối nhanh.
Vâng, ok, để em xem cho nhé. Và em tên là Nguyễn ạ. Và bắt đầu kết nối nhanh. Và 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 ok anh. Cái mật khẩu wifi đây nó bằng chưa? Mật khẩu wifi em bằng. Một bắt đầu kết nối nhanh. 4 5 6 7 8. Bắt đầu kết nối nhanh. Bắt đầu kết nối nhanh. Rồi ôi
lòng đợi giây lát. Kết nối mạng thành công, vui lòng cài mật khẩu đăng nhập. Anh gọi ai chưa? Cạp này nó rất khó. Vừa mới lắp xong rồi mọi người ạ. Thì chỗ này thì vướng mỗi cái số điện thoại của khách hàng là khách hàng đang ở xa không về được, thì lại phải cài vào số điện thoại của vợ. Khi mà cài vào cái số điện thoại khác không phải ở trên, không phải số đăng ký ấy, thì nó sẽ không lưu lại được ở trên hệ thống 5M mọi người nhé. Nếu mà muốn thì phải cài lại sau. Với cái số điện thoại mà nó không đúng ở trên hệ thống Viettel thì nó sẽ không lưu trữ được 5M. Nếu mà mọi người muốn thì phải đúng cái số điện thoại đấy, đúng cái số điện thoại mà đã đăng ký ở trên hệ thống Viettel này, hoặc là mọi người phải sử dụng đến cái thẻ nhớ để có thể lưu trữ lại, xem lại cái video mà nó đã xem lại ấy. Nếu mà ở xa thì không vấn đề gì, nhưng mà khách hàng họ không biết đọc cái mã OTP, với lại cái phần mềm Viettel này thì nó giới hạn, nó chỉ có 1 phút 30 giây thôi là nó hết cái mã đăng nhập OTP đó, và nó phải gửi 2 lần mã OTP về thì mình mới thực hiện được lắp cam.
Nam thì khách hàng cũng phải biết về cái tin nhắn cơ. Cũng thực hiện đấy, cũng thực hiện gọi cho khách hàng liên tục ấy, nhưng mà khách hàng kiểu khách hàng không quen dùng smartphone ấy, cho nên là rất khó để nhập cái mã OTP. Cái mã OTP không phải như các hãng cam khác, hãng cam của Viettel này nó giới hạn cái thời lượng. Giới hạn thời lượng của nghe máy này. Alo. Ơi. Không nghe máy à? Số 3996 ấy. Video tiếp theo nhé.